Thiên tai nhiều như vậy mọi người đều sợ hãi Người học Phật không có thiên tài Nhưng người nghiên cứu Phật học có thiên tài Còn người học Phật không có thiên tài Chưa từng nghe nói Đức Thế Tôn gặp thiên tai Chưa từng nghe nói Thế Giới Cực là có thiên tài nên người học Phật không có thiên tài. Ý nghĩa của câu này rất thâm sâu. Khi nào quý vị mới thấu suốt được, thật sự học Phật liên có thể thẩm thấu. Không phải là học giả, phải học thật. Quý vị sẽ quát nhiên hiểu rõ ý của câu này. mọi lúc mọi nơi, chúng ta đều phải đi theo giáo huấn của Phật. như vậy là đúng. nếu đi theo thế tục là sai, thế tục là trôi lăng trong luân hồi lục đạo. Phật bồ tát ở trong luân hồi lục đạo nhưng không bị trôi lăng trong luân hồi lục đạo. Cho nên trong lục đạo Không có nhân của lục đạo Đương nhiên cũng không có quả của lục đạo Thiên tai ập đến Một thiên tai lớn ập đến Người học Phật cũng chết Người không học Phật cũng chết Người học Phật cũng chết, Phật cũng chết. Đều chết hết Đều chết nhưng không giống nhau Thực tế mà nói Chết là thân thể chết nhưng người đó có chết chăng? Không chết. Họ thay một tầng không gian. Người không học Phật đi về đâu, họ đoá vào ba đường ác. À. Còn người học Phật thì sao? Người tu tịnh độ đều đến thế giới cực lạc. Người không tu tịnh độ thông thường đều lên quái trời Thiên tài dạng xuống họ đầu thai lên quái trời Phước báo lớn hơn hiện tại An vui hơn hiện tại Đây là chân tướng sự thật Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi Mới biết Phật Pháp quả thực không thể nghĩ bàn Phật Pháp quá thù thẳng, quá tốt Người không học Phật Ở trong thế giới ngày nay Trong tâm bàn hoàng Không nơi nương tự Nên họ sống trong sự lo lắng Nghi hoặc bất an à, sợ hãi thông thường người ta đều sống trong trạng thái này nên rất nhiều người đều có chứng bệnh trầm cảm nguyên nhân là ở đây nếu như, như giáo huấn của kinh điển tôn giáo Mỗi tôn giáo đều có Người thật sự học Phật Đang giảng giải kinh điển Mọi người đều có thể cùng nhau học tập Tâm sẽ định Tâm định Tâm bình thường và là đoàn chánh tâm niệm Tâm niệm đoàn chánh tự nhiên Đoàn ác tu thiện Cái tà quy chánh Không cần khuyên tự nhiên như vậy Nhân này tốt Quả báo của nhân này có thể Quá giải thiên tai trên địa cầu Tuy không thể quá giải toàn bộ Cũng giảm nhẹ đi rất nhiều Động đất cấp 9 biến thành cấp 3 Giảm nhẹ rất nhiều Điều này hiện nay các nhà khoa học đã khẳng định họ xuất bản rất nhiều sách, rất nhiều báo cáo. chứng minh trong kinh phật nói tất cả pháp từ tâm tướng sanh, khoa học đã khẳng định. bởi thế tâm chúng ta tốt, ý niệm tốt, ngôn ngữ tốt, thái độ tốt. Hành di tố Thế gian xưng người này là người tố Trong Phật giáo gọi là Phật tử à, đây, đây là điều kiện là, để chúng ta tu hành chân, Tương, tương lai trở thành chân, Bồ Tát, thành Phật Những Đạo điều kiện này hiện nay quý vị đã đầy đủ Cố gắng tu Cố gắng nuôi dưỡng Nếu căng tánh sắc bén Khoảng 10 năm sẽ có thành tựu Căng tánh kém hơn một chút Khoảng 2-3 năm Chắc chắn có thành tựu Vì sao không thực hành